nhiều người sống trên đường Phạm Thế Hiển, phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn gần cầu Nguyễn Văn Cừ, phản ánh từ khi có công trình xây dựng đặt tại đây đã khiến một phần đoạn đường này bị hư hỏng và thường xuyên xảy ra tai nạn. Đoạn đường này trước đây nó bình thường, nó bằng phẳng lắm, nước thoải mái, ra chạy bình thường, không có mưa, động dũng và bể lỗ này nọ vậy đó. Nó thì không như vậy đó, từ lúc có công trình làm đây cũng qua 2 năm nay, bắt đầu làm công trình này á, xong rồi công trình kéo vô á, đường á, nó bể, xe chạy ngang bể, đường lủng lỗ bể hết trơn, nước mưa thì đóng dũng lại ngay trước nhà anh vậy đó, rồi nó ngập nước vô hoài á, đường nó bể ra thành cái ao, anh phải đi mua ba cái đá bi về nè, anh đổ đỡ để cho cũng như đừng có người ta chạy ngang, đừng té, cái thứ hai đừng có chạy xe lớn rồi chỉ dằn xuống nước nó dằn vô trong nhà, dằn ướt chỗ buôn bán của anh, người khách hàng ta lại ta mua cũng được. Rồi đường ở đây á, đây có cái cống đây nó cũng bít cái cống lại, rồi xe chạy cũng bị té hoài. Người dân cho biết trước đây đơn vị thi công có tráng lại mặt đường nhưng không bằng phẳng, và chỉ sau vài ngày đường lại tiếp tục lồi lõm, mưa xuống lại không thoát nước được do cống thoát nước đã bị lấp gần hết. Không chỉ tụ nước, đoạn đường này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người đi đường vì những lỗ hổng trên đường. Quá nguy hiểm, chứ con nhìn đi, con nhìn cái lỗ đi là con biết rồi. Té mà nằm xoài xuống đất luôn mà. Có những người đang chở con mà té ngã ra cả con, cả mẹ lăn ra đây luôn nè. Đó, may mà không có chết người. Mỗi khi mưa xuống, nước đọng lại, các xe chạy qua đây làm nước văng vào nhà dân rất mất vệ sinh. Người dân đã tự bỏ tiền mua đá đổ vào để hạn chế nước văng, nhưng khi xe chạy ngang nhanh qua đây lại làm đá văng vào nhà. Mấy cái đá mà anh mua giờ anh đổ á, nó văng vô nhà, văng đụng nhà, văng vô chỗ bán xôi mình, nó đập bể kiếng xe luôn á. Rồi á, đã vậy á, anh có con nhỏ mới đẻ á, ẩm ra ngồi chơi á, đá gì á, nó chạy ngang văng lên mà mấy lần mém trúng mình cũng sợ. Sợ nứt đồ này nọ trước nhà để vậy đi ngang, đá nó văng vô nguy hiểm lắm. Người dân mong rằng công trình xây dựng này sớm hoàn thành để trả lại đường đi thông thoáng cho người dân và sớm có biện pháp khắc phục tình trạng mặt đường lồi lõm, trũng nước và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.